Tậu trâu cưới vợ làm nhà, xây sửa nhà vẫn được xem là một trong các đại sự lớn của đời người. Vậy các nguyên tắc nào để ta có thể làm căn cứ với việc xây sửa nhà, thưa thầy? Con người trong quá trình sinh tồn không tách rời các yếu tố môi trường xung quanh mình. Nói như huyền học Á Đông là nằm trong tương quan thiên địa nhân hợp nhất. Thực tế thì việc cải tạo, sửa sang nhà cũng đồng thời là thay đổi bố cục và ảnh hưởng các yếu tố phong thủy vốn có của một ngôi nhà. Cụ thể hơn là sẽ tác động về việc luân chuyển khí trường. Trong khi đó thì mục đích chính của việc lựa chọn thời gian khi xây sửa là nhằm mục đích gia tăng vượng khí, đưa lại vận thế tốt nhất cho gia chủ. Điều này giải thích tại sao những cái công đoạn như là xem tuổi xây nhà, tránh các vận hạn lớn như là hoang ốc kim lâu với tuổi gia chủ được xem là xem trọng rất là kỹ trong văn hóa của chúng ta. Việc lựa chọn được thời gian tối ưu khi xây sửa nhà sẽ tăng được nguồn năng lượng tích cực. Quá trình tiến hành nhờ vậy cũng thêm thuận lợi, tránh được các phát sinh không hay. Để mà lựa chọn được thời gian xây sửa nhà thuận lợi cả về tâm linh và phong thủy thì ta cần phải dựa vào những nguyên tắc như sau. Thứ nhất là xây nhà thì xem tuổi người nam hay là người nữ là câu hỏi các bạn hay gửi cho tôi. Theo quan niệm của ông cha ta ngày trước là lấy vợ xem tuổi làm bà và làm nhà xem tuổi đàn ông. Như vậy thì nguyên tắc xây sửa nhà sẽ căn cứ theo tuổi của người đàn ông. Lý luận này xuất phát cả thực tiễn và quan niệm huyền học của Á Đông. Người đàn ông vẫn được xem là trụ cột ở trong gia đình. Và mặt khác thì nên lựa chọn người nam đứng tên trạch chủ. Người nam vốn thuộc dương, được xem là hợp lẽ theo quan niệm âm dương ngũ hành. Và dựa trên kinh nghiệm tích lũy trong phong thủy đời sống, khi mà xem tuổi xây nhà, gia chủ nên tránh phạm vào các hạn như là hoang ốc hay là kim lâu. Việc động thổ xây sửa nhà vào các năm này sẽ dễ gặp những trắc trở phát sinh ngoài ý muốn mà ta cần phải thận trọng. Các tuổi vướng hạn làm nhà mà ta cần phải tránh như là kim lâu, hoang ốc thì đã được tôi chia sẻ rất là nhiều lần. Về cách tính thì các bạn có thể tham khảo các clip trước đây của tôi để có thêm chi tiết. Cần phải nhấn mạnh một điểm là nếu chỉ sửa nhỏ cho ngôi nhà thì ta có thể không cần xem tuổi hay là ngày giờ. Tuy nhiên là nếu mà sửa chữa cải tạo sâu, tác động đến yếu tố địa hay là kết cấu nhà, ví dụ như là nâng tầng này, hay là làm lại mái này, thay đổi thiết kế kết cấu phòng ốc thì ta cần nhất thiết phải xem tuổi, chọn ngày lành tháng tốt. Với việc động thổ làm nhà thì ta cần phải tránh các ngày xấu như là dương công kỵ, ngày sát chủ, ngày vướng trực nguy, trực bế và cần chọn những ngày có trực phù hợp như là trực khai và trực định. Khi mà xét về huyền không phi tinh thì các yếu tố như là niên, nguyệt, vận, thời, thiên tinh, đáo tới thì vị trí của các cục đất này cũng rất là quan trọng. Thế nên chúng ta sẽ cần phải lựa chọn vị trí động thổ tốt nữa. Theo trường phái của huyền không phi tinh thì với cùng một lô đất, một hướng, một người sử dụng và một cách bố trí nhưng mà thời gian xây dựng khác nhau, có nghĩa là khắc vận ấy, thì sẽ cho những kết quả phong thủy tốt xấu khác nhau. Vì vậy nên ta cần phải nắm rõ thế cục phong thủy tương ứng với mỗi năm xây dựng để mà lựa chọn được thế cục tối ưu cho thời gian xây dựng phù hợp. Với trường phái xem ngày giờ của huyền không đại quái thì yếu tố thiên cần sinh cho địa, tức là năm tháng ngày giờ phải được sinh cho tọa của lô đất đó. Thời gian tốt cho lô đất thì việc thi công cũng sẽ thuận lợi. Tương tự thì thời gian tốt cho ngôi nhà, mọi việc cũng sẽ suôn sẻ và những người sinh sống trong gia đình đó sẽ được bình an và may mắn. Ngoài ra thì thời gian xây dựng cần tránh được các thế phạm xấu ảnh hưởng đến lô đất như là tam sát, tọa, sao xấu ngũ hoàng, nhị hắc bay đến hướng. Còn với các ngày quan trọng khác trong quá trình xây dựng như là ngày cất nóc, ngày làm cổng, ngày nhập trạch thì ta cũng cần lựa chọn cẩn thận, tuy nhiên là không cần phải quá kỹ càng như là ngày động thổ. Nếu như tất cả những kiến thức ở trên các bạn cảm thấy chưa quen hoặc là khó áp dụng do chưa được thực hành phong thủy đủ lâu thì các bạn có thể cân nhắc việc điện thoại cho đội ngũ trợ lý đã được đào tạo chuyên nghiệp của tôi để được hỗ trợ tốt hơn. Trong những video tiếp theo tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức phong thủy nhà của phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.